Đường đi vào thác Bảy được. Trời đang mưa. Dẫn chương trình sẽ là Đồng Chí Thạch. Ủi dốc đấy. Ủa đi. Này tí lên không ạ? À? Quên mình vẫn đội cái mũ bảo hiểm trên đầu. À đúng rồi, cặp của anh nữa, đeo đi này. Đeo không chịu nữa. Ở đây mưa to, à nhầm, tiếng nước to, cảm giác như là mưa rất là to. Cái gì? Không xuống dưới được á? Hả? Ê ơi, kinh dị nhỉ, xuống đi. Cảm áo. Đây là đường cầu thang. Tình hình là anh phải đeo cái cặp không là nó nặng, nó kéo em lại. Ui thế này thì xuống được, bắn rất là người. Mới ăn được mới vào. Ôi, ôi, nước bắn, nước bắn. À, đúng rồi. Hôm mà con về từ Bắc đây. Hôm nay con về Bắc như thế nào đấy? Ơ, đằng kia cũng nhìn được đúng không? Ừ. Ôi, kia như thế nào nhỉ? Hiện tại là nước nó đang bắn rất là mạnh, thì chỉ đi ra kia được. Thưa các bạn, đây là chương trình quay phim ở Thác Bảy Yến. Em mời chị Quỳnh Hương và người đi sau là bảo vệ là Văn Thạch. Ôi trời, điệu cười dã man. Thật ra là cái này của em không có zoom. Sợ là nước chảy mạnh không? Vâng, nhưng mà các bạn, đó là Thác Bảy Yến, một tháng nổi tiếng ở Đông Châu. Đâu có thế, không nhìn thấy, không nhìn thấy toàn cảnh được. Nhưng cái này như kiểu cái hồ ấy nhở? Cái này như kiểu cái hồ ấy. Hả? Cái này như kiểu cái hồ ấy. Ừ, hồ tắm được mà. Nó phải chết được cái gì đấy. Tiếc. Cái mùa nào nước nó cũng nhiều cái này à? Hay là chỉ có mùa này nước nó mới cái thác nó như thế này thôi? Cái này khá nhiều thôi. Cái này là mùa mưa, chú mà. Góc bên dưới này nè. Chưa mấy bạn ở đây bắt được cua này, hai con cua đang về nướng. Mình chỉ đứng được một chỗ thế này thôi, không có sao rồi. Cái đường kia đây của mình. Cái đường đằng kia đây của mình. Đứng đây một lúc cũng rất hết mặt. Thôi, tạm thời là